Xin chào các anh. Hôm nay em mới tậu được một cái máy để nó phục vụ cho cái vấn đề sửa chữa cái đồng hồ các anh nè. Các anh nhìn cái máy này, các anh có biết nó là cái máy gì không? Đây. Cái này là cái máy tiện các anh nhá. Thì sửa đồng hồ có nhiều cái mình phải dùng đến cái máy tiện các anh ạ. Em trước đây thì không có. Mỗi lần mà cần đến tiện đó, thì lại phải đem ra những cái người thợ tiện, thì đôi khi nó cũng hơi phức tạp, bởi vì những cái chi tiết đồng hồ của mình nó rất là nhỏ, nên là cứ phải năn nỉ với người ta làm, thì cái việc nó nhỏ quá nó cũng không đáng, thành ra là cái người thợ người ta cũng không có mặn mà cho lắm, nên là hôm nay em cũng mạnh dạn đầu tư cái máy này. Cái máy này thì nó là cái máy cổ thôi, em cũng không biết nó cổ cỡ nào, nó có cổ bằng đồng hồ không đó, nhưng mà chắc là nó cũng thuộc vào hàng gọi là xưa nay hiếm rồi. Em thao tác cho các anh xem. Em đi vài đường quyền cho các anh xem vậy thôi, chứ còn thực ra em cũng chưa có dành về cái máy này cho lắm. Cái mũi em còn chưa biết làm mà, nên là từ từ vừa nghiên cứu vừa học hỏi thêm các anh ạ. Đó. Thì cái máy này em thấy nó đơn giản hơn cái đồng hồ các anh ơi, cắm điện và bật công tắc là nó chạy thôi, chứ cũng không quá là cầu kỳ phức tạp. Quan trọng là cái khâu làm mũi này. Đó. Cái làm mũi là em chưa biết làm này. Cái máy này em cũng chưa có dành lắm, còn chưa biết cái buji của nó nằm ở đâu nữa này. Đó, hy vọng một ngày sẽ làm chủ được cái máy này các anh nhá. Rồi, một chút chia sẻ về cái vấn đề công việc cho các anh hình dung nhá. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh.